bạn. Mỗi chiều mình tưới cho nó chút nước tầm 2-3 giờ vậy đó. Mình cho nó tắm nắng một xíu. Rồi 5-6 giờ cái mình đóng lại cho nó không bị lạnh đó các bạn. Hụ quá trời nắng, mình ra mình dở mấy cái cây và ớt cho nó tắm nắng nha các bạn. Đẹp lắm các bạn ơi, mấy cái ớt đẹp lắm. Bạn xem nè, mấy cái ớt của mình nè, mấy cây này là nhỏ nhỏ nha, mấy cây này ở trên này nó to lắm nè các bạn đó. Mình cho xuống đất được ngày thứ hai rồi đó các bạn nè, các bạn coi cưng mê không nè, cưng xỉu chưa đó. Đây cây này nè các bạn coi nè, quá trời đã luôn, nó đâm nhánh nhiều lắm luôn các bạn, mỗi lá là một nhánh đó các bạn đó, các bạn thấy không, mỗi lá là một cái mắt lá ra nhánh đó. Mình chịu khó như vậy thì cái cây ớt của mình nó không bị lạnh đó các bạn, nó gặp nắng nữa nó khoái lắm. Đây nữa này các bạn coi nè, mình chôn nó tới lá thứ tư luôn đó, ngập như vậy đó các bạn, cho nó thân nó khỏe đó các bạn. Thấy trời mưa mình cũng lật đật ra mình dỡ mấy cái cây ra cho nó hứng miếng nước mưa cho nó tốt quá các bạn. Trời nắng mình cũng tranh thủ ra mình dỡ ra cho nó tắm nắng, trời mưa thì tắm mưa. Các bạn thấy không, trồng ớt ở xứ mình vậy đó, ngày nào cũng phải ụp lại để tối nó không bị lạnh, rồi ban ngày mình mở ra cho nó tắm nắng cho nó ấm á các bạn. Một cơn gió thổi qua là những cái thùng ớt của em nó bay không còn cái gì, kêu bằng là lộn xộn trong cái vườn luôn. Các bạn biết không, đây là những cây ớt của mình nó bị lạnh đó các bạn, khi mà nó mới ra mấy ngày đầu á mình ụp nó lại nó không có bị vậy đâu các bạn, rồi xong cái mưa thì mình nghĩ để cho nó hứng nước mưa, nhưng mà lúc mưa ban đêm nó lạnh đó các bạn, lá nó bị xanh tím vậy luôn nè các bạn nè đó. Các bạn thấy thương cái cây ớt của mình không, nó xanh tím vậy luôn á, 2 tuần các bạn, 2 tuần nó mưa mình không có trùm nó lại là nó xanh thấy thương luôn vậy, nó lá nó tím rịm vậy luôn nè, nó lạnh quá đó các bạn, cho nên nó mình mới ụp lại đó các bạn. Bên này nữa nè, mình thấy nó không có sự phát triển luôn á, cái mình nói thôi ráng ụp nó lại đi, cho nên là mình ụp nó lại thì mình thấy nó đỡ một chút. Năm nay trồng ớt thấy quèo quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi nhổ những cây rau dền của mình để cho nó trống chỗ cái mấy cây ớt. Thời gian qua các bạn, mình đi chơi á, mình đã không nhổ những cây rau dền này, mình cố ý để cho nó
che mát cho cái ớt á các bạn, tại vì quá nóng á mà mình sợ cái ớt của mình nó chết. Nó thích nắng thiệt nhưng mà nó sẽ bị khô đất á, cho nên mình để mấy cây rau dền này cho nó che gốc. Bây giờ á mình về rồi thì mình sẽ nhổ những cây rau dền này để cho cái ớt của mình nó trống chỗ. Đó, rau dền của mình không có trồng đâu các bạn ơi. Mình làm rớt hột nó mọc lại á. Cái rễ rau dền thì nó tới đây nè, cho nên nó cũng không ăn vô đó cây ớt rồi các bạn ha. Đó. Thì mình làm cho các bạn thấy là cái rễ rau dền nó có ăn vô cây ớt của mình hay không. Nó không ăn đâu các bạn, mà chỉ có cái tàn của nó che cây ớt của mình thôi, cho nên mình nhổ nó đi. Mà các bạn biết không, mình không có nhổ liền. Mình tưới cho nó 2 ngày đó để cho nó hút nước đó các bạn, để làm nó làm cho cái cây rau dền của mình nó không có bị thiếu nước, nó không bị già đó. Này mình ghét cái loại cỏ này lắm luôn nè các bạn ơi. Nó giống như cây cần tàu á, nhưng mà nó mọc ghê lắm. Cái cây cỏ đó mình ghét lắm. Rồi rau sam này các bạn nè. Rau sam thì cũng tốt, nhưng mà nhiều quá, mình sẽ bỏ bớt đi. Rau sam này ăn mát lắm đó các bạn ơi. Cũng có bài thuốc trị bệnh đó. Bây giờ mình về mình sẽ làm cỏ lên nó nè. Sẽ dung gốc cho nó. Mấy cái ớt của mình hôm nay nó cũng phát triển được dày rồi. Mừng lắm các bạn ơi. Cái tiểu bang của mình á, tiểu bang của mình á, năm nay lạnh nhiều quá, trồng ớt nó cũng khó khăn á. Nè, cái ớt dễ thương không? Trước khi đi là mình cắt lá rồi đó. Mình tỉa lá nữa, mình để cho nó rậm rạp vậy đó các bạn, để cho nó che mát cho cây ớt của mình. Mấy ngày qua nắng lắm luôn á, mình đi trốn nắng. Nắng quá mình đi trốn nắng, cho nên á là mình không có tưới, mình không có chăm sóc nó được. Bây giờ mình về rồi, mình chăm sóc nó. Quá chừng đã các bạn ha. Năm ngoái mình trồng á rất hột, năm nay nó mọc lại đó các bạn. Nó không có ăn đất nhiều đâu các bạn ơi. Các bạn coi cái rễ nó này đâu có nhiều đâu, cho nên nó không có ăn cái cây ớt của mình nhiều đâu. Nhưng chỉ có cái tàn của nó tốt quá đó. Cái tàn của nó làm cho che móng mát cho cây ớt. Mà cây ớt cần nắng. Bây giờ mình về rồi, mình nhổ nó đi, mình không để nữa. Các bạn coi nè. Đó, cây ớt của mình lòi ra liền các bạn thấy không? Lòi ra mấy cây ớt của mình rồi. Nổ nãy giờ rồi mà rau dền nó còn quá chừng luôn nè các bạn ơi, nó lũ khủ luôn nè. Trời ơi, ăn sao cho hết không phải không các bạn? Đó rồi bông artiso của mình kìa. Nó già nó nổ bông luôn rồi các bạn ơi. Các bạn coi nè. Đó, cái này già quá rồi, nó chớp bông ra rồi. Mình để cho nó chớp bông luôn để cho các bạn coi ha, chứ bây giờ mà uống nó đắng lắm đó. Hy vọng cái bông này còn ăn được nè. Đó, bây giờ nhiều lắm, mình sẽ hái ra mình phơi khô chứ không kịp các bạn ơi. Đó, hồi hôm qua mình hái cho anh của mình hết 4 bông rồi đó. Các bạn thích không? Từ một đám cỏ mà mình trồng artiso xong rồi, bây giờ nó thành vườn artiso cho mình luôn rồi đó. Các bạn thích không? Đã ha. Đó. Bây giờ mình trồng ớt ở đây, mình nó che cái ớt của mình luôn nè. Mình sẽ nhổ nó nè. Mình nhổ nó đi. Đó các bạn thấy không? Nó che mát vậy nè, cho nên giờ mình phải làm cho nó nắng thiệt nắng. Cái ớt nó mau lớn lắm. Đi một tuần về thấy cái ớt nó mau lớn ghê luôn á các bạn. Nặng. Đó, bây giờ mình làm cỏ. Mình sẽ nhổ mấy cây rau dền xong rồi mình sẽ dung gốc cho mấy cây ớt của mình. Bữa hổm á mình tưới con gà rồi, bây giờ mình sẽ bón thêm một đợt con gà nữa cho nó tốt. Công nhận con gà tốt thiệt các bạn ơi. Mình không tưới mà mình bón như gốc nó đó. Hôm qua mình cũng hái cho anh một ít rau tươi.
nó nước non vậy nè các bạn, non, nó non nước vậy nè các bạn biết không, nó ngọt lắm, nó mềm lắm, dù cái thân nó bự vậy đó chứ nó ngọt, nó non tận tận gốc luôn á. Mình nhổ hết để mình làm cỏ cho nó dễ các bạn. Đây mình cào cào vô. Hồi lúc trước á vui lắm, mình trồng mà mình không dám ăn. Ồ cái cây này rau dền hả? Sao giống cây cỏ quá vậy? Mình không dám ăn, mình để làm giống. Cái mình lấy không kịp. Cái nó rớt hột xuống giờ nó mọc lại. Mình được chị bạn cho cây ớt xiêm thái nè, mình cưng quá. Nó chín, đây là những cái trái bói đầu tiên á các bạn. Rồi còn rất là nhiều trái xanh luôn. Bây giờ mình hái những trái chín này, mình tặng anh sếp của bạn, anh xã. Ông đó, ông không còn ở tiểu bang mình nữa. Ông dời qua bang Idaho ông ở. Cho nên là mình có hứa mình trồng cho ông 2 cây ớt. Mà bây giờ ông không có đem 2 cây ớt đi được. Cho nên là mình hái những trái ớt chín này mình tặng ông, để ông đem qua đó ông ăn. Người Mỹ mà thích ăn ớt cay lắm các bạn. Ông tới nhà mình là mình hái ớt cay cho ông ăn, để ông thử cái độ cay của nó đó. Mỗi năm mình cho ông 2 cây để về nhà ông ăn. Rồi ông để trong nhà chín từ từ ông ăn. Nhưng mà năm nay ông không còn ở tiểu bang này nữa, ông đi về bang Idaho ông ở rồi. Cho nên mình hái những cái ớt này mình tặng cho ông. Thì ông sếp này cũng thấy thương lắm. Ông thương anh xã mình. Nhà ông có cái gì ông, khi mà ông dời nhà đi á, ông đều muốn cho anh xã mình hết luôn á. Cho nên á, mình cũng quý ông lắm. Ông rất là dễ thương. Ông hay đến nhà mình chơi. Mỗi chiều thứ bảy mà làm tăng ca xong rồi, cái là ông về ông ghé nhà mình ông chơi một chút rồi ông mới về nhà ông. Ông đi thì mình cũng thấy hơi buồn buồn một chút xíu, giống như một người thân mà không thà còn gặp được nữa đó. Thì thôi giờ mình quý nhau thì mình chỉ tặng mấy trái ớt thì thôi, mình không có gì tặng ổng hết. Ổng thì tặng mình nhiều rồi, nhưng mà mình chỉ có tặng cho ổng mấy trái ớt thôi. Hy vọng là mỗi lần ổng ăn ớt ổng nhớ tới gia đình mình là được rồi. Nhà mình là nó không có chín kịp để mình ăn luôn các bạn. Mình cứ hái vậy nè, nó hồm hồm là đã hái rồi. Chỉ có mấy trái ớt xiêm thái này là mình hái chín thôi đó các bạn. Mình được như đây để tặng ảnh nè. Cây ớt ở trong vắt luôn à, gộ quá à. Đây là lần đầu tiên mình thử luôn, chứ hồi đó giờ mình cứ hái lạnh lạnh mình đã đem vô mất rồi, mình đâu có để ở ngoài đây đâu. Non quá à, ngọt quá, vui quá. Bây giờ là mình hái nó đi, mình hái nguyên chùm vậy đi, đúng không các bạn? Mình cắt nguyên nhánh của nó luôn đi. Rồi mình tiện cây vậy đó, rồi cái mình trùm nó lại ha các bạn ha. Uổng thiệt luôn á, nó không có chín cho mình. Cắt tầm bao nhiêu ta? 5cm đi. Mình cắt nhánh nó vậy luôn. Ui, nó trái nó sai, nhìn mê quá. Cái cành sai, nhìn mê không nè các bạn nè. Rồi xong mình xuống vậy. Những cây ớt này á bị nai ăn ngọn nè, rồi mình cho vịt nó rỉ bông nè đó, mà nó cũng không chín luôn các bạn ơi. Rồi lạnh quá mình phải chùm cái greenhouse lại cho nó ấm để nó chín, rồi nó cũng không chín luôn các bạn. Nó cứ như vậy nè, nó bị
bị lạnh quá rồi, bây giờ mình phải cắt nó vô. Cho nên là mình tính như vậy nè, mình cắt vô, mình để cho nó ở trong cái nhà đó thì nó ấm á các bạn, thì nó sẽ chín. Mình trồng mùa này á, mình thấy là mình mấy cây ớt mình đặt tên thôi, ớt vòi voi chỉ địa, ớt vòi voi chỉ thiên, để mình đánh dấu. Tại vì cái trái ớt nó cong cong, nó thun thun giống cái vòi con voi lắm. Với lại mấy cây ớt sừng. Còn những cây ớt mà sim mà mình tự trồng, khi mà mình ăn mình thấy cay á, mình lấy hạt mình ương á các bạn, thì mình thấy mình trồng trong chậu á, nó mau lớn lắm, nó bự lắm. Mà mình trồng dưới đất thì nó không có phát triển được. Chắc là do mấy con chuột nó cứ hay đi ở dưới đất á, nó đùng cái cây của mình lên á, rồi nó mất sức thôi các bạn ha. Hy vọng cây ớt chỉ thiên này của mình á, ớt voi chỉ thiên này của mình á, là nó chín được nè các bạn nè. Mình có hai cây ớt, cây chỉ địa, cây chỉ thiên. Ở cây nãy là cây chỉ địa, còn cây này cây chỉ thiên. Không biết người ta nói giống nhau thiệt, nhưng mà cái loại chỉ thiên lên nó cay hơn. Mà mình thấy ăn hai thứ đều cay như nhau hết. Thiên địa gì cũng cay hết đó các bạn ơi. Nói chung là mình đã ăn nó từ lúc nó chưa có kịp hòm nữa kìa. Ăn xanh nó giòn lắm mà nó cay. Thôi không chín thì mình không có giống để làm sang năm thôi. Sang năm mình lại trồng những cái thứ khác. Ở xứ mình để giống nó khó lắm các bạn, nó đâu có kịp chín thế không. May là mình đã thiến ngọn, thiến đồ hết rồi đó. Thiến ngọn, thiến lá, để cho nó tập trung sức nó chín đó, mà nó cũng không chín nổi luôn. Rồi gắn cái greenhouse cho nó thì nó chỉ hòm hòm được vậy thôi, chứ nó cũng không chín đỏ được để mình hái cho các bạn coi. Sang năm mình phải ương ớt sớm từ tháng 2. Hy vọng từ tháng 2. Tại năm nay mình trồng hơi bị trễ. Tại vì mình nghĩ, mình thấy mình trồng trong nhà nó mau lớn quá, cho nên là mình không có làm sớm. Mình để tới tháng 4 mình mới gieo. Hơi muộn ha các bạn ha. Bây giờ mình cắt cành nó luôn. Lấy cái kèm cắt cành, chứ cái này mà cắt cành hồi hư cái kéo. cái ớt nó gần với lại cái vách đó các bạn, nó bị lạnh quá. Nó trong vắt luôn. Nó rịu luôn. Rồi, mình cắt hết cành nó rồi đó. Mình tỉa hết cành nó rồi. Sạch sẽ rồi. Rồi bây giờ mình qua cây ớt bên này hả các bạn ha. Cũng được một trái hòm hòm rồi các bạn nè. Ớt sừng này thì mình làm tương ớt để cắt nó đẹp. Cây cũng vừa phải thôi chứ không cây xé họng. Hay là tại vì cái tay mình hái không biết, nó chỉ cây vậy thôi à, không cây hơn. Cây ớt này thì nó cao, nó không lùn như hai cây ớt kia. Trái nó không nhiều bằng cây ớt vòi voi chỉ thiên và cây ớt vòi voi chỉ địa. Ớt sừng này thì mình cũng không biết đâu mình có giống nữa. Nó mọc thì mình trồng thôi chứ mình cũng không có ương. Mục đích của mình là năm nay mình ương cái loại cây ớt mà mình mua ở trong chợ, mình ăn mình thấy cay quá cái mình mới lấy giống mình ương. Mình nói mình ương 20 cây thôi, mình không ương nhiều. Mà trồng 20 cây đó cũng chẳng ăn thiệt. Có cây thì nó lớn, có cây nó chẳng chịu lớn. Tại vì mình trồng xuống đất á các bạn, mình bị cái con mu á, con chuột, chuỗi, con chuột nó đào đất á, nó có thụt với cái cho cây ớt của mình hoài à. Cho nên là cây ớt của mình nó bị lỏng rễ á, nó không có lớn được.
Còn cái chợ cây ớt mà mình trồng ở trong chậu rồi thôi nó tốt. Được mấy cây trong chậu tốt á. Không bao giờ mình trồng ớt ở ngoài đất nữa. Tại vì á, hồi đó mẹ mình trồng ớt ở Việt Nam á, mình bắt chước nè. Mẹ mình trồng ớt dưới đất á, rồi mình cũng bắt chước mình trồng dưới đất nè. Nhưng mà ở xứ lạnh với xứ nhiệt đới nó khác nhau. Ở Việt Nam là xứ nhiệt đới mà, nó khác. Mình ở đây mình không trồng được. Cắt cành luôn. Chùi lủi luôn rồi các bạn ơi. Mình không nghĩ là nó nhiều dữ vậy đâu, mình nghĩ là cái chàng này là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy là như là nó không đủ đó các bạn. Nó hơi bị nhỏ đó. Tại vì còn nhiều ớt lắm, mình chưa có hái nữa. Phải cái này mà chín hết cho mình đã rồi các bạn ha. Như đây là mình ăn ớt kêu cả năm luôn rồi đó. Quá chừng trái luôn. Hy vọng là bio đi ớt á, nó vô nhà cái nó chín cho mình chừng hơn nữa thôi các bạn. Là mình cũng đủ ớt để mình làm tương ớt mình ăn mùa tới rồi. Trái ớt này thì cay. Mình sẽ làm ớt tương ớt. Các bạn có biết làm tương ớt không? Mình thì mình theo truyền thống của mẹ mình là mình cứ xay ớt ra xong rồi mình cho miếng muối, miếng giấm vô rồi mình để trong tủ lạnh mình ăn dần á các bạn. Nó không có bị mốc. Để được lâu lắm. Thì cái cách đó thì nhà mình vẫn thường xuyên làm như vậy. Cho nên năm nay mình trồng ớt là mình muốn như vậy đó các bạn. Và ớt nó không có chín. Bây giờ mình đem vô nhà không biết ra sao nữa. Năm nay các bạn trồng ớt có được không? Hình như tiểu bang của mình á, cũng có vài người trồng được. Nhưng mà cũng có vài người trồng không có được. Trong đó có mình. Trồng ớt nhưng mà nó te tua sơ mốt quá các bạn ha. Mỗi năm mình trồng thì mình rút ra một cái kinh nghiệm. Mỗi năm mình trồng một cách khác nhau. Cho nên á, mình rút ra được cái kinh nghiệm nữa. Thì từ đây về sau mình sẽ không trồng ớt ở dưới đất ở cái tiểu bang mình nữa. Mình trồng trong chậu để mình dễ đem ra đem vô. Đó. Thì cái cây ớt vòi voi chỉ thiên của mình á là mình chỉ thích cây đó thôi. Mình cưng cây đó thì mình cắt cành nó xong rồi mình trùm rau ni lông lại cho nó ấm. Hy vọng là sang năm nó sống. Và nó cũng không sống không sao, mình cũng không muốn trồng dưới đất nữa các bạn. Bây giờ mình chỉ muốn trồng trong chậu thôi để mình dời tới dời lui cho nó dễ. Hoặc là mình cho ai nó cũng dễ. Mình cầm nguyên chậu mình cho dễ chứ. Nó ở dưới đất rồi mình không có cho ai được hết á. Được một xịa đã ghê không các bạn nè. Xịa này mà nó đỏ hết mê ha. Thích ghê á. Nhìn những trái ớt nó căng mọng mê gì đâu á. Mà chỉ cái tội nó không có chín thôi. Ớt này ăn phở ngon lắm các bạn. Tại vì bắt mình xem nó giòn. Nó giòn mà nó cay. Hết lắm các bạn. À mình khoe với các bạn nè. Mình có một cây ớt trắng. Ít hột lắm các bạn. Mà cái vị cay của nó ngộ lắm. Nó thơm. Cay lắm nha. Đó. Thì mình sợ cái tên của nó. Thì nó giống như là cái tên của nó là móng đại bàng trắng vậy đó các bạn. Đó, mình đang chờ nơi nó chín để mình lấy hạt sang năm mình ươm thử coi cái loại ớt này. Tại vì mình thấy các bạn mình tới nhà mình chơi á, mình cho ăn thử á, thì các bạn mình khen lắm. Loại ớt này thơm mà ít hột, cay thơm mà vị lạ lắm. Cho nên á, là mình thấy nó ngon, hầu như là ai cũng thích á. Mình để ăn sống. Ớt này thì mình sẽ để đông đá ăn sống. Chứ mình không có làm tương ớt. Vì trái ớt nó nhìn nó cũng đẹp mà nó cay thơm lạ lắm. Mình sẽ lấy hạt của cây này mình nhân giống cho mùa tới.
Nhìn cái trái nó cũng xinh thôi các bạn ha. Năm nay mình mới có giống thôi đó các bạn. Đó, để mình nhân giống rồi có gì mình ăn xong rồi mình chia sẻ sau ha. Bây giờ mình biết là mình có một cái giống ớt mới thôi. Khoe với các bạn là mình có giống ớt mới thôi. Mà đợi nó chín khó quá các bạn ơi. Tại vì có một hai trái hòm hòm là mình đã hái, mình ăn, mình cho người ta ăn thử rồi. Rồi mình còn cho người này người kia ăn thử nữa, cho nên là nó không có kịp chín. Nhưng mà mình hy vọng là nó chỉ cần cho một trái chín là cho mình vài hộp mình làm giống thôi. Rồi mình nhân giống sang năm sau tính sau. Thôi các bạn ha. Ớt này nhìn nó đẹp. Cũng sai trái lắm các bạn. Mình trồng mình thấy nó cũng sai trái lắm. Ở tiểu bang mình nó hơi lạnh cho nên mình chưa chín, chứ người chị ở bên bang Oregon á là chị hái rồi, chị hái nửa tháng trước rồi. Bên đó chắc ấm hơn hay sao á. Cái cây này bên đó chỉ cho mình á. Đây là cái thành quả ớt năm nay của Minh nè các bạn ơi. Minh hái được một xịa luôn rồi. Nhiều đây là Minh để nó chín từ từ rồi Minh sẽ làm tương ớt Minh đông đá. Minh để dành Minh ăn cả mùa năm sau luôn á các bạn. Ớt Minh đem vô nhà đó, Minh bỏ ở trong nhà thì nó chín được như đây nè các bạn. Mình lựa ra những trái hồng hồng mình để riêng thì mình thấy nó chín rồi. Xong rồi những trái xanh xanh bắt đầu nó cũng chín luôn các bạn. Thì đây là những cái trái ớt sừng ha. Còn đây là những trái ớt mà Minh tự lấy giống Minh trồng á. Mình thấy cây Minh lấy giống trồng á thì bây giờ nó bắt đầu chín nè các bạn. Chứng tỏ là nó già xong rồi mình lấy là nó chín ha các bạn ha. Mình lấy vô nhà là nó chín thì là mình cũng được một mớ nhiều nhiều lắm đó các bạn. Đây nó nằm ở góc này đây. Đó, ớt này thì mình sẽ làm tương ớt hết. Bây giờ mình đem đi rửa, rồi mình lấy hột ra, rồi mình xay tương ớt. Đó, các bạn subscribe kênh của mình đi. Để khi thấy em mình làm tương ớt, đó, mình cũng chia sẻ cho các bạn coi ha. Mình làm theo kiểu truyền thống. Ở đây là những trái ớt này mình sẽ làm giống nè. Đó, còn những trái ớt này mình sẽ đông đá. Để mình ăn ớt xay, ăn ớt xay xanh, ớt thì bằng là dầm nước mắm nữa các bạn, nó thơm. Còn ớt này thì mình sẽ lấy trái đỏ mình làm tương ớt, trái xanh thì mình bỏ đi tại vì mình cũng không thích muối. Nhiều bạn thì muối, nhưng mà mình nhà mình thì chỉ ăn tương ớt thôi chứ không ăn ớt muối đó. Anh xã mình, anh không cắn được ớt, anh dầm vô ớt thì anh dầm nước mắm thì anh ăn, nhưng mà dầm vô để miếng ớt cắn anh không cắn các bạn ơi. Cho nên là trái xanh này mình sẽ bỏ, mình đợi một hai ngày nữa coi nó có chín thêm được chút nào nữa không ha. Rồi bây giờ mình sẽ hái thêm cây ớt của mình nữa nha các bạn. Đây là cây ớt xiêm thái của mình. Mình để bữa giờ mình ăn lay rai, mình cứ khi nào ăn ra hái các bạn. Cho nên nó cắt đợt đầu xong rồi cũng ăn lay rai. Rồi bây giờ đợt này thì nó cũng chín nhiều lắm rồi. Mình bây giờ mình cũng hái hết luôn rồi. Mình cũng bỏ tủ đá để mình ăn dần á các bạn. Tại vì mình để lâu quá trên cây nó cũng tự khô luôn các bạn ơi. Cho nên là mình giờ mình hái hết. Có những trái nó còn xanh lắm nè các bạn. Mình để trong nhà, mình để trong nhà thì năm nay mình để trong nhà mình làm kiểu này thì mình thấy không có cái con nhỏ nhỏ các bạn. Đó, để sang năm mình sẽ làm theo kiểu này coi. Mình trồng nếu trường hợp mà nó không có kịp ăn á các bạn, mình đem vô nhà thì mình bỏ cái fly đó lên thì nó sẽ không có bị xanh nha các bạn. À, bị cái con ra xanh xanh nha các bạn ha. Đó, ớt nhỏ nhỏ chứ cay lắm nha các bạn nha. Anh xã mình thích lắm. Đó thì mình chia sẻ cho các bạn hôm năm nay mình trồng ớt như vậy đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn thương thì hãy cho mình một like nha, để mình ủng hộ tinh thần của mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn các bạn trong video sau nha.